Chào các bạn, như cái video trước tôi có nói lời cảm ơn đến các cái bạn đã tin tưởng đặt hàng mẫu thùng Tannoy Thunberry của Khang Audio. Thì tại cái video này tôi cũng muốn nói thêm với các bạn rằng là tại cái thùng loa này ấy, thì có thể đóng được rất là nhiều các cái loại củ loa bass 30, từ những cái củ loa của Anh, của Đức, của Mỹ, những cái dòng củ loa như là Untac, Universary, RFT, Siemens, thậm chí kể cả những đôi loa toàn giải của hãng Monokilab ở Nga. Thưa các bạn, Monokilab là một trong những hãng loa rất nổi tiếng của Nga, có làm ra cũng những cái đôi loa cổ chất lượng âm thanh rất là hay, cùng thời sản xuất với các cái đôi loa cổ ở Đức. Thì ở Nga, hãng Monokilab cũng ra đời những cái đôi loa 30-40 phân chất lượng âm thanh rất là cao. Thì trước mặt màn hình các bạn đây thì đôi loa mà Khang Audio đang trình diễn đó chính là đôi loa sử dụng củ loa của hãng Monokilab ở Nga. Mẫu mã, màu sắc, giấy cũng rất là đẹp, âm thanh cũng rất là sáng rõ. Sử dụng củ loa bass 30 và cái thùng này trầm ấm đẹp. Và cũng tại video này thì nói với các bạn rằng là những cái củ loa toàn giải 30 cm khi mà đưa vào thùng này thì cũng được xử lý để cho cái âm thanh là tròn trịa nhất, sinh động nhất và đẹp nhất. Và các bạn cũng có thể có một câu hỏi là tại sao những cái đôi loa này thì Khang Audio hay sử dụng cái củ loa chép đặt vào giữa. Thì cái việc đặt những cái đôi loa chép cổ của Đức này vào giữa, chép dom vào giữa để làm gì? Thì thưa các bạn rằng là những đôi loa toàn giải khi cho vào thùng chơi ấy, thì nó để nó ở cái thùng hở, nó tiếng nó mộc mạc, giải tần số nó cũng ở mức độ thôi. Tần số trầm là khoảng độ 45 Hz. Ví dụ như đôi loa RFT3401 thì tần số trầm là 40 Hz, tần số cao chỉ được có 12.000 Hz. Thế thì khi vào cái thùng này ấy, thì nó cộng hưởng lên cái tần số trầm nó rất là lớn, và nó sẽ có mất cân đối giữa các cái giải tần trong bản nhạc. Thế thì để khắc phục được cái tình trạng này thì các bạn thấy rằng là những đôi loa khi mà Khang Audio đưa vào thùng thì Khang Audio hay lắp thêm một loa chép. Bản chất của nó chính là để hài hòa giữa các cái giải tần số của cái đôi loa toàn giải với nhau. Thì cái tần số thấp cũng như là tần số cao đã được mở rộng do cấu tạo cộng hưởng của thùng loa cũng như là thêm loa chép, và tạo ra cái sự sinh động, tạo ra được cái sự mượt mà, uyển chuyển, và nó rất là tự nhiên, trong sáng. Và cái điều này cũng rất là dễ phối ghép với những cái ampli, từ những cái ampli bán dẫn công suất thấp, công suất cao, ampli bán dẫn cổ cũ hay là những cái ampli bóng đèn đều cho một âm thanh rất là đẹp. Và đây cũng là một cái trải nghiệm Khang Audio muốn chia sẻ thêm với các bạn. Và chính cái việc mà đặt cái đôi loa chép tại giữa cái đôi loa toàn giải này á, thì nó cũng tạo ra cái sự đồng pha, trong cái việc chơi audio, âm thanh rất là đẹp, rất là rõ, sáng sủa. Đấy. Thế thì trên đây là một cái trải nghiệm về sự phối ghép giữa cái thùng loa theo mẫu của Thunberry mà Khang Audio đóng theo nguyên lý của thùng Onken thông hơi phía trước, sử dụng của loa của Nga, do một bạn chơi gửi đến đặt làm. Và nếu như các bạn có đặt mua cái đôi thùng loa này thì cũng liên hệ với Khang Audio. Khang Audio cũng có sẵn một số các cái loại củ loa Nga này để thiết lập vào cái thùng này cho các bạn chơi. Nếu ai là fan hâm mộ của loa Nga thì đều có thể đóng được cái mẫu thùng này chơi các bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video clip tiếp theo.